Những thứ này là năng biến, hết thảy vạn vật vũ trụ. Ở trong Phật Pháp nói, hiện tướng này chính là tướng phần của A-lại gia. Trong khoa học hiện nay của chúng ta nói là vật chất. Vật chất là từ tánh diễn hiện, thức sanh ra biến hóa, là sự việc như vậy. Đây là nói hiện tướng của vũ trụ. Bất luận là đại vũ trụ hay là tiểu vũ trụ đều không có ngoại lệ. Tiểu vũ trụ phần gọi là vi trần, người đây chúng ta nói là nguyên tử, điện tử, lạc tử, thậm chí hiện nay nó là hạt phi lượng. Càng nhỏ hơn là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là một, không phải hai. Tánh tương đồng, tánh đức cũng tương đồng, tác dụng của tánh cũng là tương đồng, không hai không khác. Vũ trụ từ đâu mà có? Nhà khoa học hiện nay, rất nhiều nhà khoa học đều thừa nhận, bởi vì từ trong các công cụ khoa học mà quan sát thì vũ trụ đang không ngừng giãn nở. Hiện tượng giãn nở có lẽ đều là những vụ nổ, cho nên rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng sự hình thành vũ trụ là bao nhiêu tỷ năm là do vụ nổ từ mấy mươi tỷ năm trước như vậy mà sanh ra. Cách nói này bạn phải tỉ mỉ mà suy nghĩ, có gì đó không đúng. Rốt cuộc là thứ gì nổ? Là một lần nổ hay là nhiều lần nổ liên tục? Vấn đề liền rất nhiều rồi. Trên kinh Phật không phải là cách nói này. Phật nói không có vụ nổ nào, nó hình thành như thế nào. Trên kinh Lăng Nghiêm đó rất hay. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Cách nói này hiện nay nhà khoa học cũng chứng thực cho điều này. Chúng tôi thấy là chứng thực. Nhà khoa học không biết, bởi vì nhà khoa học chưa từng xem qua kinh Phật, họ không biết được. Đây chính là hiện tượng này. Những hiện tượng mà ngày nay chúng ta nhìn thấy thật sự là tương tự tương tục, tuyệt đối không phải là sự tương tục của một hiện tướng, mà là tương tự tương tục. Hiện tướng của mỗi một lần đều là không như nhau, đều là sự độc lập, cho nên nó là sanh ra nơi nào diệt tận nơi đó. Đây chính là phát hiện của khoa học hiện nay. Vật chất không tồn tại, vật chất là từ trong không mà sanh ra có. Hiện nay khoa học gọi là bản thể của vạn vật vũ trụ, danh từ họ dùng gọi là trường. Trường là gì? Trường là khi năng lượng vô cùng mỏng nhẹ, năng lượng tập trung thì nó biến thành vật chất, thì sẽ sanh ra hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất vừa sanh ra thì giống như tia chớp, nhanh như tia chớp, vật chất xuất hiện. Xuất hiện rồi thì lập tức không còn nữa, nhưng nó lại sẽ hiện. Nhưng khi hiện ra, tia phía sau không phải là tia trước đó, không như nhau. Nó có thể không ngừng xuất hiện, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Người thông thường chúng ta sẽ cho rằng thật sự có vật chất, kỳ thật vật chất không tồn tại. Đây là câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng mà trên kinh Bát Nhã thường nói. Câu nói này nói vô cùng hay. Sanh ra nơi nào diệt tận nơi đó đã nói ra được chân tướng của vũ trụ rồi. Bạn hiểu rõ điều này thì bạn mới biết Phật với Pháp thân Bồ Tát chân thật. Trong cảnh giới của các ngài, nhất thiết Pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Bạn hiểu rõ cảnh giới này rồi thì bạn mới thật sự buông xuống vạn duyên, một mảy trần không nhiễm. Buông xuống vạn duyên mảy trần không nhiễm, trong tự tánh của bạn có vô lượng trí huệ liền hiện tiền, vô lượng đức năng hiện tiền, vô lượng tướng hảo hiện tiền. Không cần tu, không cần cầu. Vì sao ngày nay chúng ta không đạt được? Chính là chúng ta không chịu buông xuống. Chúng ta vẫn còn ráng nỗ lực mà cầu, càng cầu càng xấu đi, càng cầu càng mê hoặc, không chịu buông xuống. Buông xuống thì trí huệ đức năng trong tự tánh của bạn hiện tiền. Không buông xuống thì đó chỉ là chút tri thức mà bạn cầu được trước mắt. Tri thức này đều là thứ sai lầm, đây không phải là thật. Đạo lý này rất sâu, đạo lý này thế gian không có, chỉ trong Kinh giáo Đại Thừa có. Chúng ta may mắn gặp được là việc không dễ dàng. Đây gọi là trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp. Gặp được rồi thì bạn làm sao có thể đạt được? Buông xuống thì đạt được. Mấu chốt chính là bạn không chịu buông xuống. Vậy thì còn cách gì chứ? Buông xuống tham sân si mạng. Tham sân si mạng là gì? Là chấp trước, là một phần trong chấp trước. Nếu bạn buông xuống toàn bộ thì xin chúc mừng bạn, bạn đã đắc quả A-la-hán, không còn lục đạo nữa. Buông xuống chấp trước chính là buông xuống lục đạo. Luân hồi lục đạo là giả, không phải là thật. Giống như nằm mộng vậy. Thật sự tỉnh lại rồi thì cảnh mộng không còn nữa.